Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Khổng Tử ngày xưa với lại bến Lê Quang Liêm ngày xưa, và ngày nay đó là cung đường Võ Văn Kiệt và Hải Thượng Lãn Ông. Và ngày hôm nay nhân một cái chuyến đi ra chợ lớn mua thuốc thì em gửi cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về cung đường Hải Thượng Lãn Ông ngày hôm nay, để khi mà chúng ta có dịp về Sài Gòn, đến Sài Gòn chúng ta cũng biết được khu Hải Thượng Lãn Ông chuyên bán thuốc như thế nào. Và hôm nay em có dịp ra đây mua thuốc cho cha ở dưới quê, thuốc Nam đó. Rồi chia sẻ cùng các anh chị và các bạn. Đây là đầu đường Hải Thượng Lãn Ông nè. Đầu đường này thì có cái building, cái nhà hàng nằm bên đường Tảng Đà đó, nó dài đến đây luôn nè. Và ngày hôm nay cái nhà hàng đó không còn nữa, và chúng ta lang thang ở khu vực này để mình nhìn ngắm lại cung đường Hải Thượng Lãn Ông ngày hôm nay. Hôm nay Sài Gòn trời rất là đẹp, rất là mát, không phải rất là nắng nhưng mà rất là sáng. Nhìn những hình ảnh này rõ chưa? Và nơi đây cũng có những ngôi nhà xưa xưa cổ cổ, và có những cái trường mà ngày xưa cô chú anh chị đã từng học, và hôm nay mình có dịp đi lại và xem lại, ngắm lại hình ảnh của phố phường Sài Gòn chợ lớn. Đây em thấy có hẻm 50 nè. Nhà này bây giờ bỏ không rồi. Đối với đoạn đường này thì có hai cái hình ảnh, một là cung đường bán thuốc, và hai là bán đồ chơi, bán đồ trang trí Noel, trang trí Halloween, bán theo mùa đó. Bạn ta nhìn vô, đây là đường Phạm Đôn, con đường bán rất là nhiều đồ ăn sáng, cũng rất là sầm uất ở khu vực này. Và phía sau cái trường Phạm Đô, đường Phạm Đôn này có một cái trường dạy tiếng Hoa này. Phía sau cái building này thì có cái trường xưa, đường Trần Hoa. Nhưng mà ngày nay thì cái ngôi trường đó đã không còn, và ngày nay đó là cái văn phòng của Bộ Giáo dục. Trung tâm bồi dưỡng giáo dục. Và ở đây con đường này bán rất là nhiều loại thuốc, thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi thuốc rất là nhiều. Và đây là mình đây là con đường thuốc nè. Ở đây người ta đang làm lại cái vỉa hè. Đây là đường Trần Điện, Trần Hòa, Trần Điện. Thẳng đường này mình sẽ ra Trần Hưng Đạo. À.
đối với cung đường này, bên kia đó là chợ Vật Tư, bán rất nhiều ốc vít, cù lon con tán. Khu này thì có rất là nhiều nhà bự, nhà lớn, tuy không cao nhưng mà rất là lớn. Ở đây là số 86 Hải Thượng Lãn Ông. Ở đây người ta phơi thuốc này. Đó, những cái cây cỏ trộn lại thành một cái loại thuốc gọi là loại thuốc nam đó. Và chúng ta đi đến cung đường này mình nghe cái mùi rất là thơm. Có số người thì chịu không được thì nó mùi hôi. Và hẻm này nó tóc dạo, nó tóc lại đường chứ không phải dạo. Đây em mua thuốc ở đây. Các anh chị đợi em tí xíu nha. Ở đây là Ngọc Hà 98A Hải Thượng Lãn Ông. Đây, lấy em cái to này chị. Dạ. Bỏ cái chó đẻ ra đây ha. Bỏ cái nửa ký 200. Chó đẻ đúng không? Dạ, 200 gram nấm linh chi. Lim xanh đó không? Lim xanh là linh chi. Này lim xanh này nha. Cuối cùng đó là gì? Lim xanh. Lim xanh nó mắc hơn linh chi nha. Cái 200 gram đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ cái kia nửa ký gì? Dạ. Chó đẻ không lấy ha. Dạ đúng rồi. 390 đó thầy. Dạ, chị lấy điện thoại em quay lại em lấy nha. Rồi. Gửi tiền chị luôn. 390. Nước gai được tí nước dưỡng dưỡng. Cái đó không phải là linh chi hả? Linh chi linh xanh nó mắc hơn linh chi. Là 1 triệu, cái này 6. Là 1,6 triệu. Linh chi thường thì bao nhiêu? Linh chi thường là có 50 gram, 100 gram. À vậy đó hả? 200 gram đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. 290. Dạ. Chút xíu nữa quay lại. Cái lim xanh có cần cắt không? Để nguyên tay về cắt được không? Dạ, cắt giùm em luôn hả? Giống như lần trước vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn. Chị, từng loại chị ghi ra giùm em loại gì ha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Tiếp tục đi dạo một vòng ở đây. Và đến cái video chúng ta sẽ tạm dừng ở cái đoạn đình Ông Bổn. Để xem đình Ông Bổn ngày nay như thế nào. Để mình thấy nấm nè, nấm có lẽ là nấm lúc nãy chị nói nè, nấm kim xanh, liên xanh gì nè. Người ta phơi. Và cái đơn thuốc này theo lời chia sẻ của mấy cô chú anh chị đã uống đó, thì rất là tốt. Và em sẽ post lên màn hình để các anh chị, các bạn có ai có nhu cầu thì chúng ta ra đây mua và uống. Đối với loại thuốc này, cái đơn này nó có tác dụng là theo lời chia sẻ thì nó có tác dụng là đào thải độc tố trong cơ thể. Nếu ta đang mắc bệnh thì nó sẽ đào thải chất độc ra, và nếu mà không có bệnh thì cũng thanh lọc cơ thể, mát gan bổ phổi.
À, hiện tại cha em cũng đang uống cái loại thuốc này. Tại vì để xóa một cái khối u trong phổi nên thành ra uống thêm thuốc nam vô. Đó là chia sẻ của rất nhiều chú đã uống và khỏi. Và hôm nay em cũng chia sẻ đến các anh chị. Nếu bà con mình có ai cần thì biết đâu mai thầy phước chủ. Và đây tôi thấy có một cái đoàn khách du lịch. Đoàn khách tour nước ngoài này. Họ đi xích lô. Rất là nhiều xích lô luôn. Đa phần là khách lớn tuổi. Mình nhìn ra đường rất là nắng luôn. Người Tây thì thích phơi nắng. Họ thích đi xích lô để ngắm cảnh dạo mát. Tại vì xích lô thì là cái phương tiện nổi tiếng đặc trưng của người Sài Gòn ngày xưa. Buổi chiều buổi tối ngồi xích lô thì rất là thoải mái, ngồi mà đi dạo, còn trời nắng thì hơi mệt. Những chú chạy xích lô thì bây giờ thu nhập cũng bấp bênh, bữa có bữa không. Ở đây thì cũng có cửa hàng bán thuốc rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Đây chữa theo phương pháp đông y. Có nhiều cái bệnh đông y chữa được nhưng mà tây y không chữa được. Nên thành ra cũng gọi là mai thầy phước chủ. Biết đâu được may mắn sẽ đến với những người bệnh. Bảo ta ở đây là giao lộ của đường Triệu Quang Phục, Triệu Quang Phục và Hải Thượng Lãng Ông. Ở đây cũng là con đường thuốc ở Sài Gòn nè. Bảo ta nhìn bên cánh trái đó là cây cầu Trà Và, nối liền giữa quận 5 và quận 8, bắc qua con kênh Tàu Hủ. Bên kia thì là đường Tùng Thiện Vương, rồi đi qua cầu Nhị Thiên Đường nữa đó. Mình nhìn lại cung đường cầu Trà Và ha. Rồi, kết thúc con đường thuốc, chúng ta sẽ bắt đầu con đường của những lễ hội, con đường Hải Thượng Lãng Ông. Bây giờ là sắp tới Halloween, thì mùa Halloween đến thì ở đây họ bán rất là nhiều đồ trang trí về Halloween. Để mình xem coi Halloween ở Sài Gòn nó có giống như ở nước ngoài hay không. Và đương nhiên cái mùa lễ này chỉ là sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây thôi.
chứ thực chất thì ở Việt Nam không có cái ngày lễ này. À, và hôm nay nhìn đây là bộ binh Phan Đình Phùng, và bên kia có một cái bưu điện, bưu điện Châu Quang Liêm, bưu điện Chợ Lớn, rất là lớn ở đây, rất là xưa cổ, nằm cọc hai bên đường thi sách, được mặt cũ. Rồi, chúng ta sẽ đi qua bên kia đường ha, và mình sẽ đi vô cái con đường nhỏ nhỏ chuyên bán kim chỉ, hình như là Tống Duy Tân thì phải. Và đây là con đường Tổng Đốc Phương, con đường rất là nhiều rạp hát, nhà hàng, khách sạn. Rồi chúng ta qua đường thôi. Đường này thì có hai bên, bên nào cũng bán đồ trang trí lễ hội hết ta. Bắt đầu thấy những hình ảnh rùng rợn. Trái bí mà, ngay cả bây giờ bạn đồng nhỏ cũng biết trái bí nữa. Trái bí ma quái. Và ở đây có căn nhà của cô chú Giao nè. Halloween ngồi đây nè. Cái này lên đâu? YouTube. Cắt là... giây. À, có ba ông Halloween ngồi giữa đường. Hai hai hai. Ở đường này cái nhà này bán giấy. Hả? À, không có kiếp đi chơi. Mình vô cái đường, cái khu đường Tống Duy Tân này đi, khu chợ Đại Quang Minh nè. Bán rất là nhiều kim chỉ nha. Nếu mà anh chị nào làm nghề may thì mình vô đây. Vải. Hãy
Và mình đi hết đường này đó là đèn năm ngọn, khu vực đèn năm ngọn. Kim chỉ, đồ cột tóc rồi lên. Ừ hơn hả? Nút áo, nút quần jean rất là nhiều luôn. Rồi chúng ta đây là đường Nguyễn Trãi nè, ngay đoạn này cũng có một cái quán chè rất là nổi tiếng, đó là chè Cột Điện, hay gọi là chè Ma đó. Bán từ lúc 4-5 giờ chiều cho đến 11-12 giờ đêm ngay vị trí này. Nếu mà cô chú anh chị có dịp lang thang ở đây thì chúng ta hãy ghé chè Cột Điện, nằm ngay vị trí giao lộ Nguyễn Trãi và Tống Duy Tân. Và mình nhìn bên kia đó là khu vực đèn năm ngọn. Và cái video ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh về con đường phố, rồi con đường lễ hội, rồi con đường Kim Chỉ, Mai Vá, rồi đến khu vực đèn năm ngọn, gửi cô chú anh chị và các bạn có dịp chúng ta lại nhìn lại. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các anh chị và các bạn.